Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. Yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ để với con Lero Chonsa nha anh em, của Renton anh em. Đó, Renton ha. Rồi, trong sự kiện Football Regi anh em. Đấy, là W nha anh em, 90 nha. Cái này chỉ có nhân phẩm may mắn mới được nha anh em. Đó, quay trong 84 cộng anh em. Rồi, chỉ, kêu bản đó là Attacking anh em. Nó muốn cho chạy nước rút nè, sút xa nè, chọn vị trí nè, sút kỹ thuật nè, xử lý banh anh em. Đó, cái kiểu Attacking này năm nay mình nghĩ nó ngon anh em ơi, ngon thiệt. Cái kiểu bạn nó có cái play nè, tinh tế nè, long shot và sút xa nè, outside foot shot và sút mã ngoài anh em. Cái con này nó cao 1m72 thôi anh em ơi, hơi thấp anh em ơi, chắc tỷ lệ cũng yếu, tại thấp quá. Nhưng mà cái vẻ như là tốc độ cũng không nhanh lắm, cũng vượt khỏi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ vô một vài tình huống trong head to head anh em, và vé tắt á, cho anh em xem nha, cái gì clip tổng kết cho anh em nha. We'll be right back.
To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. Và chế độ hết chưa hết và về tất anh em, mình chấm điểm từng phần cho anh em nha. Là dứt điểm 9 điểm mà truyền banh cái cá nhân với chọn vị trí 9 điểm luôn nha anh em. Chỉ có một tốc độ là không nhanh lắm, nói chung là khá thôi, nên mình chấm 8 điểm rưỡi nha anh em. Đó. Bây giờ mình sẽ vô phần ưu điểm nhược điểm của nó ha. Đó. Cái ưu điểm của con này là dứt điểm truyền banh mà cái cá nhân tốt nha anh em. Có chỉ có cái điểm là cái thể hình hơi thấp thôi anh em ơi. Nó hơi thấp cái mẹ 72 thôi à. Dứt điểm khá tốt anh em ơi, xuống khá căng anh em. Đó, xuất xa cũng tốt lắm anh em.
chỉnh băng thì ok, tạt băng rất chuẩn nha anh em. Đó, tuy tạt băng có chín mấy thôi nhưng mà tạt ok lắm anh em. Đó, cái hệ cá nhân thì rê băng rất là mượt mà anh em ơi, đi băng tốt lắm anh em. Con này đi băng khá hay anh em ơi, chỉ có điều là tốc độ nó hơi bị không nhanh lắm, nhưng khá thôi, mức độ khá thôi, trên trăm chút mà nên cũng không nhanh lắm. Nếu mà anh em chạy chơi cái thời cá nhân tốt thì dùng con này ok ổn lắm, cứ lừa qua cái này tốc độ bứt phá là ok, cũng ổn. Mình kết thúc clip đây nha anh em thấy hay thì like share cho mình ha. Đây là chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình ha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.